Đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết không còn quá xa lạ với nhiều người và có xu hướng ngày càng gia tăng. Đặc biệt là với một kỳ nghỉ dài như Tết năm nay thì bên cạnh việc dành thời gian cho gia đình, nhiều người cũng đã lên sẵn kế hoạch đi du lịch từ trước Tết và sau Tết. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây với những ghi nhận tình hình thị trường du lịch mùa Tết năm nay và những điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ này. Lặn biển, ngắm san hô, mò ốc biển, bắt cá hố và thưởng thức bữa ăn với những món hải sản nướng tươi nguyên do chính tay mình bắt. Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi là những trải nghiệm vô cùng thú vị mà bất cứ người du khách nào thích khám phá đại dương cũng không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng mùa xuân này biển Đà Nẵng vẫn chưa ấm hẳn, dù không đẹp bằng mùa hè, nhưng cảm giác được làm thượng đế hay là chúa đảo khi bờ biển ít người cũng tuyệt vời không kém. Bán đảo Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút lái xe nếu đi đường bộ, hoặc có thể đi tàu từ trung tâm thành phố. Hòa mình với thiên nhiên và núi rừng trên đảo với một đoạn đường đi bộ là có thể ra vịnh. Đây là một vạt cát vàng tại một trong số những vịnh được khai thác du lịch đầu tiên tại bán đảo Sơn Trà, vịnh Cát Vàng. Vịnh này luôn sôi động và nhộn nhịp khách vào mùa hè, nhưng nếu thích không khí yên tĩnh, đến đây vào mùa xuân cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị với những người địa phương trên một bờ biển gần như hoang sơ như thế này. Con người Đà Nẵng rất là thân thiện, và cái môi trường sống, môi trường du lịch, đặc biệt là tài nguyên tự nhiên, rồi tài nguyên du lịch nhân văn, cũng có nhiều cái di tích lịch sử, về văn hóa, về tâm linh để cho Đà Nẵng trở thành một cái điểm đến hấp dẫn. Cũng tại Đà Nẵng, các hãng lữ hành cũng đang bán nhiều tour du lịch như khám phá bán đảo Sơn Trà bằng xe đạp, khám phá bán đảo bằng xe jeep. Các tour đi qua các điểm Chùa Linh Ứng, đỉnh Bàn Cờ, sân bay Trực Thăng, nhà vọng cảnh, mắt thần Đông Dương, bãi Cát Vàng và đi về bằng tàu. Không chỉ có một bờ biển dài với địa hình lưng tựa núi của Đà Nẵng, nơi đây còn nổi tiếng với các tour du lịch tâm linh, trong đó nổi tiếng có núi Ngũ Hành Sơn. Đà Nẵng ngày nay còn được biết đến là thành phố của những cây cầu. Du ngoạn Hàng Giang vào buổi tối cũng là một trong những chương trình đắt khách. Xuất phát tại bến tàu theo hướng đổ ra biển, tàu đi qua các cây cầu nổi tiếng như cầu quay sông Hàn, cầu Trần Thế Lý, cầu Thuận Phước, cầu Rồng và có thể thưởng thức bữa tiệc nướng ngoài trời trên tàu. Một lựa chọn khác cũng là biển nhưng có phần nắng hơn và ấm hơn dành cho những bạn trẻ và thậm chí cho cả gia đình, có cả ba mẹ và ông bà cũng có thể du lịch cùng với nhau, đó chính là Phú Quốc. Nơi đây được mệnh danh là đảo ngọc của Việt Nam với một bờ biển quanh năm đầy nắng, nước biển xanh ngắt và đặc biệt là những resort tuyệt đẹp bên những vạt cát mịn màng quyến rũ. Dù là đi nghỉ dưỡng cả nhà hay là khám phá cùng với bạn bè thì hòn đảo này cũng là một lựa chọn khó có thể từ chối. Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, được mệnh danh là hòn đảo Ngọc và cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại đây, nằm trong vịnh Thái Lan. Với những bãi biển tuyệt đẹp, nước xanh trong vắt như bãi sao và bãi dài, Phú Quốc được coi là thiên đường của những người yêu biển. Thực tế mà nói thì Phú Quốc riêng cái điều căn bản nhất là cái biển thôi, cũng đã đẹp hơn những chỗ khác rất nhiều rồi. Những nước đó cực kỳ trong và cát rất là mịn, và cái màu nước nó xanh ngọc bích rất đẹp. Và đặc biệt ở Phú Quốc là cái hoàng hôn, là có thể theo quan điểm cá nhân của mình thì là cái hoàng hôn đẹp nhất mà từng thấy. Thị trấn Dương Đông là nơi tập trung dân cư sầm uất nhất trên đảo Phú Quốc, đặc biệt là khu chợ đêm nằm gần dinh cậu. Ngoài ra, làng chài Hàm Ninh, Gành Dầu và quần đảo An Thới cũng là những địa điểm tham quan không thể bỏ qua khi đi du lịch Phú Quốc. Ngoài cái biển ra đó thì Phú Quốc mình cũng có thể đến thăm làng chài hoặc là vườn tiêu lớn nhất ở Việt Nam, hoặc là nhà thùng nước mắm mang bản sắc văn hóa rất là Việt Nam, rất là nhiều địa điểm mà mang bản sắc văn hóa Việt Nam mà mình có thể khám phá ở Phú Quốc. Còn về ẩm thực thì cái đặc biệt nhất là hải sản rồi, đặc biệt là mực và cua ở Phú Quốc thì rất là ngon. Nếu đến Phú Quốc để nghỉ dưỡng, hòn đảo này cũng đang nổi tiếng với rất nhiều resort đẹp đi cùng với nhiều dịch vụ. Phú Quốc không chỉ đẹp ở biển mà còn đẹp ở những con đường đất đỏ, những con suối trong vắt ẩn mình trong núi như suối Đá Bàn, suối Tranh. Ngoài ra, trong mùa Tết, khám phá miền Tây Nam Bộ sông nước cũng là một trong những lựa chọn khó có thể bỏ qua
Đối với nhiều người yêu thích các món đặc sản miền Tây và không khí thanh bình của làng quê, miệt vườn trái cây và những lễ hội. Miền Tây nó nằm trong số những cái sản phẩm du lịch có cái giá tương đối là hấp dẫn nhất. Tất nhiên là đối với miền Tây thì cái đặc trưng là dùng sông nước. Thì chắc chắn là trong dịp Tết này thì cái đặc trưng đó thì vẫn có, và trong cái mùa Tết này thì khách hàng cũng sẽ được hòa mình cùng với người dân miền Tây đón một cái Tết phương Nam. Dĩ nhiên với một kỳ nghỉ dài như kỳ Tết năm nay, du khách không thể bỏ qua một tour du lịch nổi tiếng cũng ở miền Trung có tên là Con đường di sản miền Trung. Đây là một trong những tour Tết bán đắt nhất trong năm nay với cả khách đoàn lẫn khách lẻ và khách trong nước lẫn Việt Kiều và khách nước ngoài. Con đường di sản dọc miền Trung Việt Nam hầu như hãng lữ hành nào cũng đang bán tour rất đắt. Khách đến đây có thể du ngoạn một vòng qua những di sản thế giới của Việt Nam đã được UNESCO công nhận như Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Huế với hai di sản là quần thể di tích Cố đô Huế và Nhã Nhạc Cung Đình, Quảng Nam với hai di sản là Thánh địa Mỹ Sơn và Đô thị cổ Hội An. Phố của Hội An và Hà Nội thì Tết luôn luôn sầm uất và người Hội An họ làm du lịch và họ sống trong du lịch luôn, cho nên họ sống trong những ngôi nhà luôn, cho nên là lúc nào chúng đến Hội An vẫn thấy tấp nập. Ngắm nhìn và thưởng thức ẩm thực ngày Tết cổ truyền tại một đất nước khác cũng là một trải nghiệm mới mẻ đối với nhiều người. Đó cũng là lý do mà các tour đi Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore khá đắt khách trong năm nay. Thậm chí nếu muốn tránh hẳn không khí Tết, các tour đi những quốc gia không ăn Tết cổ truyền như là Nhật Bản, Dubai và xa hơn nữa là châu Âu cũng đã có khá nhiều người đăng ký trong mùa xuân này. Đối với những người dân mà có cái phong tục mà đón Tết âm lịch là cái Tết truyền thống, người dân có cái sự chuẩn bị đón Tết rất là chu đáo, bài trí, trang hoàng, nhà cửa, đường phố đẹp hơn so với ngày thường. Và du khách sẽ được thấy người dân địa phương mặc những cái trang phục truyền thống, đi chùa, đền chùa để cầu cho một năm được nhiều may mắn. Với người Việt của mình thì họ vẫn thích những cái món ăn của người châu Á hơn, cho nên những nước Hàn Quốc hay Nhật Bản hay là Hồng Kông, Singapore, người Việt mình cũng lựa chọn. Có một số quốc gia không có cái đón Tết truyền thống, ví dụ như ở Nhật Bản, ở Dubai là những quốc gia không đón Tết âm lịch. Du khách chúng ta trong những ngày này đến đây thì mọi việc, cái cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Dubai là một trong các tiểu vương của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một quốc gia tại Trung Đông. Tiểu vương này đang nổi tiếng trong khoảng 10 năm trở lại đây, khi lần lượt khánh thành nhiều công trình kỷ lục Guinness Thế Giới như tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa và thậm chí có hẳn một khách sạn với nội thất được dát vàng. Bên cạnh các công trình hiện đại và xa xỉ, tiểu vương quốc này cũng đã giữ gìn rất thành công khu đô thị Dubai cổ với các chợ truyền thống nổi tiếng từ hàng trăm năm qua